quý vị rất vui khi mà chúng ta cùng tạm biệt cho nghĩa sân nhà, cho các vị bạn bè nước của quê hương của mình. Chúng ta cùng đại chúng tôi cùng buổi lễ chia sẻ trong buổi sáng trưa ngày hôm nay. Chúc quý vị. Mừng cho họ hiền hòa, sâu hiểm dễ thảo, thật là đẹp đôi. Vâng, kính thưa toàn thể hôn, để có được ngày vui như ngày hôm nay, hai bạn trẻ của chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu trong gai cuộc sống, bao bệnh khác cuộc đời, kể từ khi bờ tre thú tiếng chim kêu và thu mặt nước chập chờn con cá nhảy, đêm sáng trên đầu anh thổi sáo và đêm sáng dưới đầu em giặt áo, đôi ta trong một lời nguyện cùng đi trên một con thuyền trăm năm, thắng đất dưới tơ hồng, ra sức vươn chồng vươn hạnh phúc. Anh về thơ với mẹ cha cho anh tổ chức tháng này được không? Chắc làm những chầu quả cao, sau là kết nghĩa không ra đời đời. Vâng, vấn đề gì hỏi gái của chúng tôi đã có chầu trà thuốc nước để kính mời thuốc luôn, kính mời các bà, thương toàn thể bạn bè thanh nữ của cô dâu và quý rể và chúng ta cùng nâng cốc để chúc mừng hạnh phúc trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa ông bà, các bạn chị và các bạn thân mến, và để tiếp tục chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chuyển sự chú ý của mình vào phía trong nhà để cùng lắng nghe lời phát biểu ngoại cụ đại diện cho hai dòng họ sẽ xin dâu và mẹ rể ở phía trong nhà. Còn ngôi trường chúng ta tạm nghỉ ít phút cùng ăn chầu uống nước để cùng chúc mừng trẻ trong buổi trưa hôm nay. Vâng, thưa quý vị, xin trân trọng kính mời và thân ái kính mời. Và để liên tục chương trình, xin trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình thằng trai xin lên xin dâu và các lời phát biểu kiến ạ. Vâng, xin trân trọng mời. Xin kính thưa các cụ ông các cụ bà, xin kính thưa ông các bà, là tộc mẹ cô thì chú bác bạn hữu nội ngoại gần xa thông gia của gia đình nhà gái, cháu Thúy là cháu Tịnh sinh ra và lớn lên cùng quê hương. Trong quá trình học tập và làm việc, các cháu đã gặp gỡ nhau. Thế rồi tình yêu đến với hai cháu. Sau một thời gian tìm hiểu đã đủ độ chín mùi, các cháu về thưa chuyện để xin phép bố mẹ, ông bà, cậu mợ, cô dì, chú bác của cả hai bên dân tộc được sự đồng ý và ủng hộ của cả hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày tốt giờ lành, hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Về phía gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay gồm có các cụ ông, các cụ bà,
là ông, là bà, cháu. Các ông, các bà là cậu, mợ, cô, dì, chú bác, bạn hữu của gia đình cũng như của cháu hôm nay đến gia đình nhà gái có cây trầu để được phép kính dâng lên tổ đường và cũng là cây trầu để xin dâu. Chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp thật chân tình, thật cởi mở, thật hiếu khách của gia đình nhà gái. Chúng tôi không biết nói gì hơn hết, xin thay mặt gia đình nhà trai xin một tràng vỗ tay để thay cho lời cảm ơn gia đình nhà gái. Vâng, xin chân thành cảm ơn lời phát biểu xin dâu một vị đại diện của gia đình nhà trai. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng alo. Xin cũng như ý kiến tôi đã có ý kiến, tức là theo lệ của từng địa phương là chúng ta có cái lệ gọi là xin dâu trước để kính tổ đường, sau là xin dâu. Vậy tôi xin trân trọng cũng mời vị đại diện của gia đình nhà gái lên nhận cây trầu xin dâu của gia đình nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng quý khách của bố họ, hôm nay chúng tôi rất vui mừng là hôm nay hai cháu, cháu Thịnh và cháu Thùy tổ chức lễ vu quy. Duyên này duyên đẹp, chẳng có duyên gì đẹp hơn để cho hai cháu được duyên thắm tình nồng và để cho hai cháu chính thức là vợ chồng từ hôm nay. Hôm nay họ nhà trai đã có cây dầu đến với gia đình chúng tôi, với dòng họ chúng tôi. Thứ nhất là để kính lễ tổ đường, sau đó để xin cháu đón cháu Thúy về trên nhà tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Không có gì vui hơn và chúng tôi cũng rất là vui mừng được đón nhận thành công này. Chúng tôi xin gửi lời đến các cô, các ông, các bà. Và để hôm nay chúng tôi cũng xin được hô với các cô, các ông, các bà trong họ nhà trai là đón tiếp các cụ, các ông, các bà trong họ nhà trai. Chúng tôi có đầy đủ các cụ, các ông, các bà trong gia đình, rồi các thông gia của gia đình của ông bà Hồng Thích. Chúng tôi cũng rất trân trọng và cũng được hô rằng gia đình chúng tôi, họ nội họ ngoại gần xa cùng với bà con lối xóm cũng đã trở về đây dự tổ chức cho hai cháu. Để được đúng nghi lễ, chúng tôi xin được phép là dâng cây trầu lên án hương để kính lễ tổ đường và để được chúc mừng cho hai cháu. Xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, chúc cho hai cháu hạnh phúc. Xin một tràng pháo tay chúc mừng. Vâng, xin thưa quý vị và các bạn đã đến. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được lắng nghe lời phát biểu qua hai vị đại diện hai gia đình đã xin dâu và con rể ở phía trong nhà. Và hãy cùng cái lời khăn dặn dành cho cô dâu và chú rể. Đúng là ăn ở làm sao dâu hiền thì nên gái mà rể thảo thì nên giai, đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Vâng, nói về mảnh đất thị trấn quê hương ta ở đây thì có thể nói rằng thị trấn là một nơi thật là giàu có. Và đặc biệt là con trai con gái nơi đây thì mới ít đầu đẹp bằng. Vâng, nếu ai có thắc mắc hay chăng, hãy nhìn chú rể Tô Thịnh của chúng tôi là bằng chứng đây. Không đẹp trai phong độ mà còn ga lăng khác người, không ạ? Còn cô dâu Nguyễn Thúy thì xinh đẹp tuyệt vời, vâng, dịu dàng dễ mến lại có phần nết na. Và được quý như chị Hằng Nga, thiên đồng nguyên soái không phải khóc quà vì yêu, mà chú rể thì trông giống bằng Kiều, cô dâu lại giống Thúy Kiều ngày xưa. Vẫn hai người ánh mắt đong đưa, nhìn nhau say đắm say sưa suốt cả ngày, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, có thể nói rằng thiên nhiên này rất ưu đãi trong ta, đã dành chúng ta một không khí sức vui tươi, một khoảng trời đầy thơ mộng. Cứ đủ để nói rằng hai nhà sum họp chúc mai, tình cao núi thì nghĩa dài hơn sông, ngôi sao như ai mà ngôi sao lấp lánh, ngọn lửa như ai mà xiếm nghề chiến sĩ đêm đông, còn chú rể Tô Thịnh của chúng ta nhớ ai mà ra ngóng ngoài trông. Vâng, anh đã đi từ xóm dưới quê ta đến tận xóm trên quê mình, trải qua ngày bao đêm hò hẹn, trải qua ngày bao tháng ước mong, ngày trông tháng đợi năm chờ, bao đêm hò hẹn bây giờ mình cưới nhau. Vâng, miếng trầu là miếng trầu xanh, quả cao nhỏ để anh lấy nàng, miếng trầu là miếng trầu vàng, quả cao nhỏ nhỏ để nàng lấy anh. Và đúng là ước gì em là sơ bôi, anh là cái chổi anh bôi lên tường, ước gì em là cái giường, anh là manh chiếu bốn mùa bên nhau, và ước gì em là cây cao, anh là cây mo ôm nhau suốt đời. Và đúng là hoa gì cũng nở mùa hè, dù có hoa chè mới nở mùa đông. Bức tin này nó đã được thiên bình thì Ngọc Hoàng cũng phải chấm sổ cho anh chị thành ông thành bà. Và tin này nó đã được California, California cũng phải chúc cho anh chị thành bà thành ông. Và vâng, kính thưa toàn thể hơn, buổi trưa và buổi chiều hôm nay thì ai đã từng coi trên màn ảnh VTV3 bộ phim trên từng cây số, phim điện ảnh của Hồng Kông Trung Quốc, thì trong đó có cô dâu và chú rể. Có thể nói rằng chú rể Tô Thịnh của chúng ta hôm nay đẹp trai hơn ngày thường ạ.
Và trên môi của anh thì tôi để ý từ nãy đến bây giờ luôn nở một nụ cười thật là thu hoạch khi lấy người vợ nó vẫn sáng như sao trên trời. Còn cô dâu Nguyễn Thúy của chúng ta thì e thẹn nói chuyện với mọi người: em có chồng rồi nổ thẹn làm sao. Vâng, tình yêu là trẻ có để xếp thành vần thơ. Vâng, đôi ta như thể con tằm, ăn chung một lá thì nằm cùng một năm. Đôi ta như thể con ong, con quấn, con quýt, con trong, con ngoài. Và đôi ta như thể con bài, chồng đánh, vợ xếp, chẳng sai con nào. Với sự buổi lễ thơ trẻ, hát hạnh ban nhạc xa quê quê hương thị trấn, chúng tôi đem những lời ca tiếng hát. Và sau đây xin lời chúc đầu tiên xin dành chúc cho cô dâu và chú rể đúng là đẹp như hồng, mặn nồng như cúc, hạnh phúc như hoa mai, tương lai như hoa đào và dạt dào như biển cả. Vâng, đầu chúc thứ hai xin thay lời cho toàn thể hội trường xin dành chúc đúng là quý ông phúc hậu, quý cậu thanh tú, quý chú đầy đà, quý bà thùy mị, quý chị đoan trang và quý nàng thùy luôn tươi trẻ. Và một lần nữa thay mặt cho toàn thể hội trường hôm nay xin dành chúc cho cô dâu và chú rể lời chúc trăm năm hạnh phúc, chúc hai bạn sống bên nhau đến đầu bạc răng long, lưng còng gối lòng, hỏng toàn thân thì mới thôi, phải không ạ? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và để tiếp tục chương trình giao lưu ca nhạc chúc mừng hạnh phúc trẻ trong buổi trường hôm nay, xin mời quý ông bà cô bác anh chị và bạn cùng trở về với tiếng hát của chị Phương Lan với một ca khúc rất là trữ tình để dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trường hôm nay. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tiếng hát của chị Phương Lan với cái khúc mà tên Giận Mà Thương để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi sương hôm nay. Mời xin mời quý vị cùng để thức và lắng nghe. Alo. Chúng tôi xin được kính mời các công các bà cùng quý khách chúng ta hướng về thư phòng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đôi uyên ương, đúng là cái duyên chửi xe. Và người con gái đang trong bộ quần áo cưới rất là lộng lẫy, đó là cháu Nguyễn Thị Minh Thúy. Con gái của ông Thích và Hồng là cháu dâu của các cụ trong cái ngày lễ hôm nay. Chúng tôi xin các cô, các ông, các bà trong bốn họ cùng quý khách gần xa chúc mừng đón tiếp hai cháu một bàn tràng hỗ tay thật nồng nhiệt. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ghi phát biểu của bên phía của đội trai. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vâng, đúng là chồng này thật là say, mà dù mặn dù nhạt dù cay dù đồng, dù nhất cho quý vị quý chị ai chưa lấy vợ lấy chồng nhận một vài miếng cho lòng tương tư. Vâng, cầm lược thì nhớ tới gương, cầm khăn nhớ nón, nằm giường thì nhớ nhau, mà hè qua thì đông lại tới rồi. Thay mặt cho toàn thể hội trường này chúc cho anh chị sống suốt đời bên nhau, mà để giữ gìn hạnh phúc cho đời sau, anh chị có mong muốn rằng cháu trai đầu lòng của mình sẽ theo ngành quân đội nhân dân Việt Nam với phong trào góp đá xây dựng Trường Sa. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vâng, đúng là yêu nhau thì ta núi vẫn trèo, thất bát ta có lội thầm đèo thì cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa, yêu nhau để nên nghĩa mẹ cha vừa lòng. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, và để tiếp theo chương trình chúng tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu bố mẹ của cô dâu sẽ có món quà dành cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thay mặt cho ban hướng xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tay trong tay bước lên khu vực sân khấu chính của chúng tôi, được không ạ? Vâng, thay mặt cho ban hướng xin trân trọng kính mời. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu và chú rể sẽ có món quà dành cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa hôm nay. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời hai bác. Sau món quà của bố mẹ của cô dâu, chúng tôi xin trân trọng kính mời bác Dịch và bác Huyền sẽ có món quà dành cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa hôm nay. Vâng, thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời hai bác chuẩn bị ạ. Chị Lan chờ em một tí nha.
chốt, còn mới chốt đây. Còn bao nhiêu cô gì cũng bác nữa. Mẹ cháu cẩn thận quá. Vâng, xin quý vị em một tràng pháo tay lớn để chúc mừng ngày chúc mừng các bạn và xin chân trọng cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, các bạn thân mến, và đến tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời bác Dịch Thiền sẽ có món quà dành cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa nay. Xin trân trọng kính mời hai bác ạ. Sau món quà của hai bác Dịch mà bác Hiền xin trân trọng kính mời món quà của bà Hiền sẽ có món quà dành cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày nay. Xin trân trọng kính mời bà chuẩn bị ạ. Xin quý vị đồng một tràng pháo tay lớn để cảm ơn tấm lòng của hai bác ạ. Bác xin chân cảm ơn. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời bà Hiền sẽ có món quà dành cho quý vị trong buổi chiều nay. Thay mặt bạn rất xin trân trọng kính mời bà. Và cũng thay mặt cho bạn rất xin trân trọng kính mời chú Dị Ngọc Hà sẽ có món quà dành tặng cho quý vị trong buổi chiều nay. Xin mời chú và dì hãy chuẩn bị tư thế ạ. Vâng, xin chân cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn bà và các bạn. Xin chào cảm ơn. Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời chú dì Ngọc Hà sẽ có món quà dành cho cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời. Sau món quà của chú dì Ngọc Hà, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu món quà của chú dì Nguyên Hảo cũng có món quà dành cho cô dâu rể trong buổi chiều nay. Xin trân trọng kính mời cô chú ạ. Báo thật lớn để chúc mừng ngày phúc dịch của bạn. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, và để tiếp tục chương trình vui vẻ chúc mừng ngày phúc dịch trong buổi chiều nay, xin mời quý vị và bạn cùng đến với tiếng hát của chị Phương Lan với vũ đạo mang tên Dần Mà Thương để cùng dành tặng cho các cô dâu trong buổi chiều nay. Vâng, xin mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe. Thưa các cụ ông, các cụ bà, thưa toàn thể hội hôn, hôm nay là ngày vui của hai em Tô Thịnh và Nguyễn Thúy. Tôi xin hát một bài tặng hai em, đó là bài Giận Mà Thương. Chúc hai em hạnh phúc. Dù rằng em không
thương.